Tướng người nhàn hạ số sướng cả đời vương giả ung dung. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ. Nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên. Và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Cụ thể, ông cha ta đã có quan điểm về tướng người nhàn hạ, người có số sướng dựa vào hình dáng khuôn mặt mỗi người và biểu hiện nhân cách lời nói sẽ toát lên số phận người đó. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu cách phân biệt người nhàn hạ, người có số sướng thì sẽ có tướng như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Huyệt thái dương đầy đặn, trán cao rộng. Theo ông bà xưa cho rằng, những người có huyệt thái dương đầy đặn, trán cao rộng là người thông minh, biết ứng xử mọi tình huống, quyết đoán trong công việc, dễ thành công, ngoại giao tốt, có tiền đồ. Với những người này, làm kinh doanh sẽ rất bình tĩnh, ngay thẳng, sáng tạo, có ý tưởng tốt, nghiêm túc và chắc hẳn nếu duy trì tốt những đức tính này trong tương lai, họ sẽ có một cuộc sống sung sướng cả đời, tiền bạc dư giả, không lo nghèo khổ. Mũi cao thẳng. Mũi cao thẳng không chỉ là tiêu chuẩn đẹp của mọi người ngày nay, mà tướng mũi này còn có thể có phán đoán được cuộc sống của người này có số sung túc từ trong trứng nước. Bên cạnh đó, sự nghiệp của người này cũng rất thuận lợi trong kinh doanh, tạo ấn tượng tốt với người đối diện. Và đặc biệt là người này rất tài giỏi khí chất, không cần dựa dẫm gia đình bởi họ có ý chí tự lập, biết vươn lên trong cuộc sống. Cằm tròn trịa. Nếu như để ý, các bạn sẽ thấy những người cằm tròn trịa có cách sống rất vô tư, ôn hòa, nhã nhặn, giỏi giao lưu trong các mối quan hệ, có quý nhân phù hộ, chính là những người trong gia đình bạn bè. Những người cằm tròn có số rất may mắn trong công việc, ăn nói dễ nghe, tính tình thoải mái, vui vẻ. Hơn nữa, biết cố gắng không ngại khó, ngại khổ, có chí tiến thủ. Miệng rộng. Theo nhân tướng học, những người có miệng rộng thì giỏi giao tiếp, có tài ăn nói khéo trong ứng xử, thuyết trình hùng biện. Đặc biệt trong giao tiếp các mối quan hệ, những người miệng rộng giữ được hòa khí, sự hóm hỉnh, hòa nhã và vui tươi. Chính vì vậy trong cuộc đời sự nghiệp người này có giao tiếp rộng rãi, được nhiều người giúp đỡ nên chẳng phải lo lắng quá nhiều tiền bạc, sung sướng cả trong tính tình và vật chất. Mắt to, tròn, tươi sáng. Thường những người có mắt to, tròn, tươi sáng nhận được rất nhiều thiện cảm từ nhiều người xung quanh bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, họ có thể truyền tải được hàm ý, thông điệp suy nghĩ của mình để thuyết phục người đối phương. Theo nhân tướng học thì đôi mắt to, tròn, tươi sáng tạo nên thần thái, là người có phúc thọ, cơ thể và tinh thần luôn thoải mái, lạc quan, sung sướng và vui vẻ. Tai cao và dày, vành tai to mọng. Theo nhân tướng học, những người có tai cao, vành tai to như tài Phật, có tuổi thọ sống rất lâu, cực kỳ may mắn, dễ dàng, có được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống, sự nghiệp và có tính hiền lành, phúc lộc, nhân từ. Những người này có số giàu sang phú quý, tiền bạc dư giả, thường đi làm từ thiện, cuộc đời vô tư, sung sướng. Chân mày lá liễu. Ông bà xưa từng nói, lông mày lá liễu, đáng trăm quan tiền. Thật vậy. Những ai có hình dáng lông mày lá liễu uốn lượn như vòng cung kéo dài từ đầu mắt đến đuôi mắt sẽ rất may mắn và có thiện cảm trong mắt người đối diện. Cụ thể, những người may mắn được sở hữu lông mày sẽ có tính cách hiền lành, lương thiện, trung tín, có quý nhân tương trợ trong công việc làm ăn. Cuộc sống của người này sẽ giàu có, an nhàn, vô tư, gò má đầy đặn. Những người có gò má lớn, đầy đặn, có tính tình vị tha hay giúp đỡ mọi người, nếu có thêm lông mày dài, gọn gàng thì tướng tá rất giỏi giang, chính chắn, nhân từ, cuộc sống đủ đầy vật chất, công việc thuận lợi, phúc lộc dồi dào. Đặc biệt, những người có tướng số này còn được nhiều người quan tâm, chăm sóc, che chở, cuộc sống cũng êm đềm, nhiều may mắn. Người nhỏ, tiếng vang. Một điều khiến cho bạn bất ngờ là theo như ông bà ta ngày xưa quan niệm rằng những người có vóc dáng nhỏ nhưng tiếng vang thuộc người có tố chất làm lãnh đạo, giọng vang tỏ ra uy lực,
chứng tỏ đó là người mạnh mẽ, quyết đoán, sáng suốt trong lời nói, vì thế có tướng mệnh giàu sang phú quý, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, không chịu khổ cực nhiều. Môi hồng, răng trắng, chúng ta thường mong ước có răng thật trắng, đều và có đôi môi mọng hồng hào, một cách tự nhiên sẽ gây ấn tượng tốt với người đối diện. Thật vậy, cái răng cái tóc là gốc con người, và những người có tướng tá như vậy sẽ luôn tạo sự thân thiện, ngọt ngào, gia đình hưng thịnh vững vàng, luôn có tiếng cười hạnh phúc, không phải bất an, lo lắng quá nhiều trong cuộc sống. Sắc mặt hồng hào. Sắc mặt hồng hào là yếu tố đầu tiên ta nhìn thấy ở tướng người an nhàn, sung sướng bởi nhìn vào gương mặt, biết họ có sức khỏe tốt, giàu sức sống, động lực, niềm tin, không lo nghĩ nhiều, không chịu khổ hay là áp lực. Cuộc sống sung sướng sẽ biểu hiện qua thần thái sắc mặt, dáng ngồi, dáng đi và dáng nằm an nhiên. Nếu bạn để ý, những người nhàn hạ sung sướng còn có thể hiện qua dáng ngồi, tướng đi. Cụ thể, khi mà họ ngồi sẽ có dáng ngồi vững, tự nhiên, dáng nằm an nhiên, dáng đi từ tốn, mềm mại, khoan thai, dáng đứng trầm tĩnh, thể hiện sự nhẹ nhàng. Và chắc chắn rằng chỉ có những người vô lo vô nghĩ, nhàn hạ, có cuộc sống sung sướng mới biểu hiện ra nhân tướng chậm rãi đến như vậy. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy May Mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp, nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong 12 con giáp, năm nay sẽ có 5 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ ký nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh cho năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những người mệnh chủ tuổi Thìn, trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên tăng trong năm nay, tài vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Còn về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ, yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ mắc những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng. Phải hao tài tốn của cho bệnh tật, khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là các gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, những người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tải cát tinh. Thương quan sinh thứ tài, mà thái tuế tí và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy năm Canh Tý tuổi sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự nghiệp phát triển. Các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công danh sự nghiệp, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Tử vi của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là với những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình.
Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, còn giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thể thị phi, hãy cẩn trọng với hành động lời nói của mình. Tốt nhất là nên nói ít làm nhiều, hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, chọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm thì truyền học hành thi cử của những chú trâu thì vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kiến thức, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng và nên chia sẻ với người thân gia đình, vừa tăng tình đoàn kết lại còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là các mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, thái tuế tí thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan về mặt sự nghiệp. Có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa thái tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và tháng 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp thân nên mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức, kinh doanh, mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn, sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân năm nay có mối quan hệ rất tốt. Ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho vô tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, các bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để được hộ thân tăng cường tài lộc. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, con giáp này có những đặc điểm như đã được nêu ở trên phòng 1 thì trong năm nay không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế cũng bớt phần xui xẻo. Năm Canh Tí, Dần Thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tí thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn, hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020 về cơ bản, con giáp này gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái, nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tí này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi. Song con giáp này thì cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra thái tuế tí thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu có nhiều gian nan lận đận, tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang bên mình để có thể tăng cường quý nhân tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần năm 2020. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm thu nhập, tăng tài lộc, tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp thì con giáp này không được cấp trên ưu ái, phát triển năng lực của mình, nên thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng con giáp này lại phải chịu áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho mình. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít những hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật, đi trái với vận mệnh và làm trái với pháp luật thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động, do bị hỏa khắc chế có thể sẽ gây áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da, tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình lạc quan yêu đời. Cần phải nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân. Không được bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Khám phá nhân tướng học về tướng người nhàn hạ, số sướng, cả đời vương giả ung dung, rất thú vị đúng không nào? Với vài điểm ấn tượng trên cơ thể, ta có động lực, niềm tin đi tìm sự thành công, hạnh phúc, sung sướng sau này. Tuy nhiên, những kiểu nhận định trên đây không áp đặt tất cả, bởi muốn có được một cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ, sung sướng, đòi hỏi bạn cần phải bỏ chất xám, công sức, cố gắng không ngừng nghỉ thì mới có được kết quả trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa thì có làm mới có ăn, có cố gắng thì mới có thành quả. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phần dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Chúc quý anh chị thành công, thuận lợi hơn trong cuộc sống.